mình là Thu, mình 37 tuổi, mình có con trai 4 tuổi. Bình thường thì cháu rất là khỏe mạnh. Thế nhưng mà cứ thời tiết thay đổi giao mùa, lúc nắng lúc mưa thì cháu lại dễ bị nhiễm bệnh. Bác sĩ nói là không nguy hiểm, nhưng mà thực sự là khi mà nhìn thấy con bị chảy máu cam thì em rất là sợ. Con thấy thế nào? Con ạ. Con thấy thế nào? Có ngon không con? Có bị trôi trôi ngọt ngon lắm mẹ. Con có thích không? Có. Đây chính là bí quyết mà mẹ con mình đã áp dụng mỗi ngày trong suốt một kỳ nghỉ hè dài. Mỗi một buổi sáng thì chỉ cần pha cho con một cốc Senatokit thôi là mình có thể yên tâm để cho con hoạt động suốt một ngày dài rồi. Hiện tại thì là mình đang cho con sử dụng sản phẩm Senatokit để tăng cường sức đề kháng. Mình có hai bé thì đều trên 6 tuổi, cho nên là đối với bé trên 6 tuổi thì sẽ dùng 2 gói trên một ngày. Và các bé nhà mình đã duy trì dùng Senatokit một thời gian khá là dài rồi. Và mình cũng rất là vui bởi vì các con luôn khỏe mạnh. Thế thì trong cái Senatu nó có cái gì? Cái vitamin C thì được nghiên cứu rất là lâu rồi. Đấy. Thì người ta thấy rằng là nếu mà con người ta mà có được bổ sung đầy đủ vitamin C thì bởi vì vitamin C là nó tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Thì cái đó là biết từ lâu rồi.